Đây là tôi khi đang roll banner map. Chúng rồi, chúng lớn rồi, chúng đậm rồi. Nhưng khi đến cửa hang mũi tên đỏ, hái sạch hoa đèn và thế là bị nó lừa do không có đủ ánh sáng cho cây nông nghiệp. May quá vẫn còn một cửa hang. Khi tôi đến cửa hang màu xanh, ánh sáng trần hang động tức ánh sáng tự nhiên rất nhiều để cây nông nghiệp phát triển. Tôi đặt công trình ra rồi đi khám phá phong thủy, nó lại chơi khâm tôi tiếp. Nhìn như vòng một của bà già, ánh sáng chiếu rọi lên nó như một đứa đang lái máy bay bà già. Cửa hang bị lệch khiến mặt bằng bị thiếu. Chàng trai năm ấy. Đây là tôi khi chúng banner map. Tôi vừa kể xong câu chuyện của mình, một con người có nhân phẩm tốt sẽ được các thần ban phước, còn giờ với nhân phẩm này, tôi đã có được nơi ở cho căn nhà an toàn. Một căn nhà ít nguy hiểm và không lo về khoáng sản, khi nào no đủ khoáng sản rồi hãy xây thêm trên mặt đất, nhớ giải nén .aa5server cluster-xx khi còn đang chọn nhân vật để khôi phục. Giờ đến phần hướng dẫn chính, chúc bạn may mắn. Ok, tôi vừa xuống hang chứ, bà vừa thấy tôi vừa xuống hang. Nhưng tại sao tôi lại đứng đây? Vì map ở dưới đã không đáp ứng đủ các yêu cầu của tôi. Vì thế tôi đã nhắn tái tạo thế giới. Và tôi gọi đó là Roy Bender Map. Với những bạn không sử dụng Monja Sai, bạn có thể coi tới hàng trăm hoặc là 50 lần cho đến khi chúng Bender Map. Vì cái map góc sẽ có những diện khá là hẹp và thiếu các điều kiện tiên quyết để phục vụ cho một thế giới tốt đẹp hơn. Và thế giới mà tôi muốn thì chắc chắn bạn sẽ muốn. Bây giờ tôi sẽ thực hiện các lệnh roadmap bạn cứ theo dõi bằng cách sử dụng các mũi tên. Bạn hãy sử dụng copy và sau đó tổ hợp phím CTRL cộng V để dán lệnh lên bảng cầu xong. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lệnh. Bây giờ chấm chào hơn thì tôi sẽ nhấn mũi tên kill stream 40 đó. Thì có tiền 300 công. Tiếp theo lệnh mở map. Và sẽ kêu unlock map nếu như may mắn cửa hang nằm gần cửa cổng. Mà nếu mà cửa hang cần là cửa cầu cửa đi xuống nhà các bạn thì chắc chắn là cái map này cực kỳ thơm lừng luôn. Ok, bây giờ tôi đã xuống cable. Có các đề nguyện tiên quyết sau. Bạn sẽ thấy khu có nhiều cỏ chứ, khu có màu vàng và khu có nhiều cỏ mọc này, tập trung một chỗ này. Rồi khu có nhiều cây mọc tập trung một chỗ này, đó là gọi là khu vực chiến trời. Chỉ có loại ánh sáng trần hang động mới giúp cây nông nghiệp phát triển. Có các loại ánh sáng như sau: ánh sáng trần hang động, ánh sáng ban ngày trên mặt đất và ánh sáng từ việc gậy gọi sao, bao gồm sao lùng trắng và sao lùng đỏ. Tức là gậy gọi sao, ánh sáng từ gậy gọi sao này, và ánh sáng từ giếng trời này, và ánh sáng trần hang động chính là bài loại ánh sáng đó. Và ánh sáng của hoa đèn là sự giả dối đánh lừa bạn. Cây nông nghiệp sẽ không thể phát triển dựa vào cây hoa đèn. Tiếp theo tôi sẽ chọn một nơi để làm nhà. Rồi để tôi xem nào. Rồi như bạn đã thấy, khu này cũng khá là có nhiều ao bếp, có khá là nhiều ao. Điều này có nghĩa là gì? Bạn sẽ công
khi có bình nước thì bạn sẽ có cái để mà dập lửa. Cháy thì tất nhiên nó sẽ cháy lan thang và phá hủy tất cả. Ngoài đó, ngoài ra mùa đông thì ở trên mặt đất thì mặt băng sẽ đóng, mặt hồ sẽ đóng băng. Tức là những ao sẽ bị đóng băng bạn, cho nên bạn không phải múc nước. Ngoài ra việc trồng cây nông nghiệp bắt buộc phải có nước để tưới, nó rất là hợp lý. Cả bên ngoài đời cũng vậy, phải tưới nước cho cây nó phát triển tốt và cho sản lượng một cách tốt nhất. Với những ao ấy, những ao cá làm bằng gang như vậy thì giúp chúng ta phục vụ cho việc trồng cây một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra chúng ta có những ao lươn, ao sen là những ao lươn bạn thấy món lươn chứ, chứ tôi đã nói lúc trước ba lươn và một cục quái lớn thì chắc chắn sẽ là món sập thành đó, cầm tới một cục thôi và sẽ sinh rất ngay. Tiếp theo là các địa điểm động đất và những vị những nhiệt độ nhìn cái bóng ra xuống bạn sẽ chết đó, chỉ cần nhìn kỹ cái bóng nếu bạn chơi liên minh điện thoại. Đây là kỹ năng đất của Vega, tiếp tục thiên thạch đen vậy sẽ né được chứ, rất dễ thôi, chỉ cần đứng như là có sáng thật là nhiều rồi cái bóng sẽ hiện ra, chỉ việc mà né thôi. Bạn thật sự giữ bình tĩnh và đừng chạy loạn như vậy, đừng chạy loạn như vậy. Bình tĩnh, nhìn cho kỹ, mở tóc, mở mắt to mà nhìn cho kỹ. Lúc đang né động đất thì vui lòng không đánh nhau, chỉ việc tập trung né thôi. Và sẽ nói hình cho một cách dễ dàng. Ngoài ra bạn có thể chế cho mình giáp, giáp cổ cũng được, giáp cổ cũng được. Nhưng mà nên chế cho mình giáp cẩm thạch, giáp cẩm thạch hấp thụ thứ 9 là phần trăm sát thương. Một khoáng sản rơi trúng đầu mình thôi cũng đủ gây cho mình 20 sát thương. Ok, nhưng mà tôi đã dịch về tới đây rồi, tôi đã đi được tới cái chỗ mà tôi đã hoạch định sẵn rồi. Đây là chỗ mà tôi đã hoạch định sẵn rồi. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ phát quan tụ rằng. Các bạn click chữ nhấn nút shift sau đó click đất liên tục lên cái hòa đèn. Chúng ta phải hái hết chúng để mà phá hoại ánh sáng. Bằng cái này chúng ta sẽ biết được ánh sáng thực của trần hay không. Rồi chúng ta ngỏ hết rồi. Như vậy chúng ta đã biết được ánh sáng thực của chúng là gì. Ánh sáng cái năng lượng cũng là thứ ánh sáng giả dối, không phục vụ cho việc cây nông nghiệp phát triển. Rồi. Và cái này chúng ta sẽ sử dụng đốt lửa để phá hoại cả. Khi đốt xong chúng ta cũng sẽ cho một thời gian sau cho sẽ được gió khỏi bạc bay đi mất. Để đo được ánh sáng giúp cây nông nghiệp phát triển, chúng ta sẽ thử được cách này. Đó, nhân vật sẽ thấy chữ I can see, chứng là chứng tỏ dùng ánh sáng rất không được tính. Well, I can see là dùng ánh sáng này sẽ được tính. Nhưng mà có một số trường hợp thì cây nông nghiệp sẽ bị stop grow, cho nên là của 50 luôn hay sẽ hơi bạn. Và I can see là ánh sáng này không được tính nha. Và cái này chúng ta sẽ đo lượng ánh sáng nào và nhân vật sẽ báo I can see nè, I can see nè, I can see nè. Do nhân có những cái nấm này chúng ta sẽ đốt đất của bi nha. Tiếp theo bạn sẽ đo cho mình mặt bằng nhé. Chúng ta sẽ tiến hành đo mặt bằng bằng cách sử dụng máy xe đất. Này 1, 2, 3, 4, 5. Ok, điểm trên. Một ô đất này, một ô đất sẽ là 4 ô này. Mỗi ô đất sẽ là 9 ụ đất để mà trồng cây này. 1 này, 2, 3. Ô, bạn thấy chỗ này tốt chứ. 3 này, rồi 4 này, 5 này, rồi xây quẹt ô tê. Đó, chỉ chờ lại 2 ổ ở cửa hàng thôi nhé. Như bạn thấy, chỗ này rất là tối, không được nhé. Này, ITC này, đó. Chỗ này bị lửng hơn một lỗ này. Rồi, bạn nhìn chỗ này có nghĩa là gì? Bạn nhìn thấy nó có chuyển vòng không? Nhìn nó ok không? Thì còn vội gì chúng ta sẽ thử thôi. Để chúng ta đếm nè. Trừ 2 ô nha, tính bỏ 2 ô này nha. 1, 2, 3 nè, 5 nè, ok nè, hạt chứ là vừa nè. Rồi, tôi đừng có xa quá. Rồi, 1 ô nè, 2 ô nè, 3 ô nè, ok nè, 4 ô nè, rồi 5 ô nè, ok. Đúng luôn, rồi, hình chết rồi. Rồi, thả ra. Chúng ta sẽ test ánh sáng trước, để xem nó có phù hợp không. Các bạn chế cho mình một cái sạn. Rồi, chế cho mình một cái cuốc. Rồi, chúng ta sẽ chặt một cái nữa. Chúng ta sẽ tập trung tới ánh sáng trước nhé. Mình nhấn nút space để mình đào vì nó hơi bị chậm quá. Thì tôi sẽ sử dụng giữ nút shift. Sau đó bạn ke giữ cái cuốc phải rồi kéo ra. Bằng cách này có thể đào được gốc cây luôn. Tất nhiên bạn sẽ không được vượt quá 6 ngày trong quá trình test. Nếu không, số ngày bắt cấp sẽ là 2 ngày. Tức là sẽ bắt đầu ngày 1. Số xếp ra bắt chấp chỉ có là 1 ngày thôi. Để mà sửa cho mỗi. Để mà sửa các bạn có những người chơi khác. Và họ sẽ không bị kẹt số ngày. Thời gian mùa đông sẽ là 15 ngày. Nhưng mà chúng ta chỉ 2 ngày mùa thu thôi. Cho nên speed run khá là vất vả. Rất nhiều việc để làm mà trước khi mùa đông đến. Rồi, phải giữ nút shift luôn. Rồi, auto shift. Rồi, nếu mà bạn bị như mình không thể đặt được máy ra, chứng tỏ là đang có cái gì đó, thì chế về vì vậy chúng ta sẽ chế cho mình một cái chĩa setup. Rồi, chúng ta chĩa ra. Đây là cái tờ lỗi game đấy. Rồi, mình đặt cái con máy ra. Giờ chúng ta mở rồi nhé, chúng ta sẽ cầm thử. Ok, thời gian vận tính là tiến tới ok nha. Mở số bật cầm thôi.
nó sẽ bị không bị râu xe râu xe. Chúng ta đã chọn được nơi làm nhà thì cũng đã đặt hết năm máy setup ra, thì chúng ta sẽ có được diện tích chuẩn như vậy nha. Và chúng ta sẽ quan sát cái phần test nhé, test cây có phát triển không, như bạn đã thấy cái thời gian nó bạn đang tính đó nhau, thời gian bạn đang chạy chứng tỏ là cái này ok nè, cái vô khu này ok nè, tôi đã chọn một khu khá là ok nè, chọn một góc nha, đó tôi chọn góc thứ hai nữa là bạn cũng thấy cái khu ao chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái khu công cụ để chế bay bắt đó, bạn phải nhớ chưa. Rồi, bạn thấy trạng thái một store là trạng thái nó cần cứ cứ cây. Còn happy này tôi phải nói chuyện nó. Còn trạng thái kill shot là đang bị cỏ dại, đây là bị cỏ dại nha. Hầu hết tất cả chúng bị kẹo ảnh hưởng đến sản lượng của cây trồng, tức là cây nông nghiệp cũng đều bị ảnh hưởng là bởi các trạng thái stress shot. Nếu mà không đắp không tiêu diệt các trạng thái stress shot này thì chắc chắn sẽ không có được sản lượng cây cao nhất, và cũng không thể nào lên được cây khổng lồ, sẽ cho sai cây sản lượng thấp. Happy này chúng ta cần nói chuyện chút. Rồi, một store thì sẽ ở dưới này thì mặt nước sẽ không bị đóng băng như mùa đông, đảm bảo được, đảm bảo với bạn luôn. Với số lượng ao nước như này chúng ta còn có câu cá nữa. Cây phải tưới nước, nó cũng là ảnh hưởng tới khả năng này, phải tinh sinh cho cái cây nữa. Nó hết một tô này, nó khoảng lúc sau nó nhận được nước này, nó đã nhận được nước này. Bạn thấy chỉ số nutrient chưa? Chữ F là Potoma, C là chỉ số dinh dưỡng cho compost, và 25 là chỉ số dinh dưỡng mano. Nên bạn phải đáp ứng các chỉ số dinh dưỡng này. Mỗi cây có cái chỉ yêu cầu khác nhau, nên bạn phải đáp ứng đủ cho nó. Rồi bạn cũng thấy chứ, ok này, nó thời gian điều cây này, nó chẳng qua làm test cho bạn xem thôi, chứ bạn muốn làm sao bạn làm nhé. Tức là bạn chắc chắn là nó làm hay không? Đó, bạn thấy chỉ số sáng ok đó. Các bạn nó sáng như vậy thì các bạn cũng đã thấy rồi, và cũng bán ra được, thế nào cũng ok rồi đúng không? Rồi, nó thì chạy hết, tất cả thời gian đều tính. Bất kể sáng chiều ha, ok. Đó. Lưu ý bạn chỉ có 5 ngày thôi, từ 1 đến 5 ngày. Nếu mà nó sang đến ngày thứ 6 thì cái sếp bạn phải roll mặt trở lại cho là thì chỉ có là ngày 2 thôi. Nên bạn thử ý để đảm bảo sao cho nó về ngày 1. Vì chúng ta chỉ có 20 ngày và 1 thu. Nếu mà bạn không kịp vào đâu thì bạn sẽ chết chắc. 1 ngày thôi cũng là cái đủ giá các bạn. Vì tới ngày thứ 19 là bắt đầu thấy trời bắt đầu thấy trời thấy nó lạnh rồi.